Con tên là Phạm Cao Thúy Vi, con học lớp 11A1, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngôn Văn Nhạc. Năm nay con 16 tuổi, con chỉ sống với em trai thôi. Mẹ con mất năm con học lớp 3, trên đường đi làm về, mẹ bị tai nạn giao thông và qua đời tại chỗ. Lúc mà mẹ bị tai nạn giao thông, người ta biết được nên là người ta gọi điện về cho gia đình con. Hai chị em con rất là sợ và mong cái điều đó không phải là sự thật. Lúc đó con với em quỳ lại rất là nhiều, nhưng mà mẹ con cũng không có thể trả lời được. Sau khi mẹ con mất thì vài năm sau đó, cha con do làm việc quá sức nên là mất do bệnh. Cha là người trụ cột trong gia đình, nuôi sống hai chị em con. Nhưng mà cha mất rồi thì con cũng không biết phải làm gì nữa. Một năm sau đó thì con ở với bà nội. Lúc đó nội con mắc bệnh, bệnh nặng quá, nội con mới mất. Trong 7 năm qua, con mất hết tất cả những người thân mà con quý trọng nhất, chỉ có hai chị em con còn lại trong nhà. Con cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Con đường phía trước của con không thể đi nổi nữa, khó khăn hơn rất là nhiều. Vì nhiều lúc con cố gắng học thật nhiều, đem giấy khen về là tại lúc trước có cha mẹ ở bên cạnh. Con muốn cha mẹ không phải cực khổ, không phải cực khổ vì con. Nhưng mà sau này cha mẹ mất hết nên con mất dần động lực. Con thích đi học, tại vì đi học mở rộng thêm kiến thức. Con muốn học được lên đại học cùng với chị của con. Con muốn kiếm việc làm lương cao hơn để con kiếm thêm thu nhập về cho gia đình. Những ngày không đi học, chị em con làm thêm ở nhà các hàng xóm. Những công việc làm thêm đó là làm cỏ, lau nhà, rửa chén, bao ổi, rải phân. Tuy là thu nhập không nhiều, nhưng con và em vẫn muốn làm để vượt lên những khó khăn bằng chính sức lực của mình. Phải nói là nhắc tới hoàn cảnh này, không thể nào mà chúng ta cầm lòng được. Mà riêng về em Huy, thì phải nói là em vượt qua nỗi đau và ghi nhận sự mà trỗi dậy của em từ cái nỗi đau, biến nỗi đau thành hành động của em. Phải nói là cái tuyệt vời. Riêng tôi thì tôi có một điều ước như thế này. Ước rằng hai em nó sau này sẽ là những cái người mà có ích cho xã hội, đặc biệt là trên con đường học vấn, là hai em nó phải là tốt nghiệp đại học. Nếu như gia đình con khó khăn quá thì con sẽ nhường cho chị con đi học. Tại chị con là con gái, ăn học đến nơi đến chốn, mai mốt sẽ có công việc làm ổn định hơn, đỡ khổ hơn. Con nghĩ là con nên nhường cho em con, để em con có một tương lai tốt hơn. Bữa cơm gia đình cuối cùng mà con thấy quý nhất là bữa cơm cùng cha, cùng mẹ, cùng nội và cùng chị con. Con rất khao khát được một bữa cơm như vậy một lần nữa. Những lúc mà con buồn, con không cho chị con biết. Tại vì con sợ chị con chịu áp lực, chị con buồn thêm. Nếu mà con nhớ cha mẹ hoặc là con buồn quá, con sẽ tự nhắn tin với chính bản thân mình hoặc là ngồi đó khóc một chút. Đôi lúc rất là tủi thân, nhưng con cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều bạn. Mình vẫn được đi học mỗi ngày, được ăn uống và còn có em trai bên cạnh. Con còn được học rất là tốt nên là con rất là biết ơn cuộc sống hiện tại. Nhìn chung là trong trường thì Vi là một học trò rất là chăm ngoan, kết quả học tập tốt. Cuối năm thì Vi đạt là học sinh xuất sắc, và học sinh xuất sắc đối với ngôi trường của tôi trong vùng sâu thì phải nói là một cái gần như là kỳ tích đối với Vi. Môn toán Vi gần như là đạt 10 phẩy, môn văn tôi dạy Vi cũng là trên 9 phẩy. Tôi cũng tin rằng là và mong mỏi rằng là Vi tiếp tục phấn đấu như thế này để đạt được cái nguyện vọng mơ ước học tập của mình. Ước mơ của con là làm kiến trúc nội thất. Tại vì con muốn xây một căn nhà với đầy đủ tình yêu thương trong đó. Ước mơ của con là làm một nhân viên về công nghệ vật liệu. Lúc trước con học vì ba mẹ con. Thời điểm hiện tại con học vì bản thân mình, học vì em và học vì xã hội. Con muốn
giúp những người khổ giống như con.